Tập 8. Món nợ với người ta sớm muộn gì cũng phải trả. Quan tiên sinh, sẵn sàng đâu? Đại tiểu thư cướp xe của chúng tôi, đi đâu không rõ. Đi cùng viên sói sao? Không hề, viên sói cũng không biết đi đâu rồi. Liệu họ có nộp mạng Bảo Sơn theo di huấn của ông? Viên giả điều chế thuốc phiện, đúng ra phải chặt hết tứ chi, đuổi ra khỏi nhà. Nhưng dù sao nó cũng là con trai tôi, là cốt nhục, là máu thịt của tôi. Tôi thật sự không làm được điều đó. Xin ông hãy tha thứ cho tôi. Bảo Sơn, tôi biết cái chết của ông không minh bạch, nhưng lần này tôi chỉ còn cách nhờ Quan Bỉnh Nghĩa ra mặt. Tôi thật sự không còn cách nào nữa rồi. Chỉ cần Quan Bỉnh Nghĩa có thể cứu Viên Giả, thì sau này tôi sẽ đưa cả hai đứa vĩnh viễn rời khỏi Thượng Hải. Bảo Sơn, xin ông phù hộ cho mẹ con tôi. Nếu nó đã biết là Ishihara, con xin lỗi. Con biết là không nên vì sai lầm của Viên Giả mà phạm tội tày trời này. Nhưng nếu không làm vậy, nó sẽ chết. Con là anh nó, con phải cứu nó. Tam gia, xe tới rồi. Sao cô đến đây? Mau lên xe đi. Anh còn không lên, tôi sẽ báo phòng tuần tra đấy. Đi, xuống đi. Có vấn đề, chú ý cảnh giác. Đại tiểu thư, Quan đại tiểu thư, muộn vậy rồi, sao cô còn đến đây? Sao tôi lại ở đây chứ? Phải rồi. À, tôi biết rồi. Tôi đến để mời anh đi uống một ly. Đại tiểu thư, cô uống nhiều quá rồi. Anh có uống không? Tôi không thể uống được. Uống đi, cả họ nữa. Không uống còn gì là vui nữa. Vậy tôi không uống nữa, tôi đi đây. Cô uống nhiều rồi. Hay thế này, tôi bảo người đưa cô về.
bình an vô sự. Mau báo cáo với ngài Ishihara. Rõ. Sao cơ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Các người mau lục soát kỹ xung quanh, nhất định phải tìm thấy tung tích của viên soái. Ta sẽ tới ngay. Tìm kỹ xung quanh đây, một lượt đi. Rõ. Chân anh, đừng có dính vào tôi. Cô làm gì vậy? Làm hỏng chuyện của tôi. Tôi đang cứu anh đó. Tôi không biết anh ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Để cứu viên giả mà liều cả mạng của mình. Anh có từng nghĩ nếu cả hai người cùng chết thì mẹ của hai người sống nổi hay không? Nếu không cứu được viên giả, mẹ tôi cũng không sống nổi. Hai người đều có thể sống. Cô nói vậy là sao? Tôi nói viên giả sẽ không chết. Cô dựa vào cái gì mà nói vậy? Cô đâu phải thẩm phán. Cha tôi nói vậy. Quan tiên sinh tại sao nói vậy chứ? Bởi vì ông ấy là quan Bỉnh Nghĩa. Cha cô thật sự có thể cứu viên giả sao? Đương nhiên. Anh yên tâm đi. Chết rồi. Lại sao nữa? Chỗ thuốc nổ vẫn còn ở đó. Kệ đi, về nhà trước đã. Anh muốn làm gì? Tôi cứ thấp thỏm không yên. Chỗ thuốc nổ đó, ngộ nhỡ bọn Nhật phát hiện ra thì sau này có muốn cho nổ cũng khó. Anh vẫn còn muốn cho nổ nữa sao? Lần này nếu không phải tôi cứu anh thì anh đã chết ở đó rồi. Hôm nay coi như anh mạng lớn. Bây giờ anh đi không phải tự chui đầu vào lưới hay sao? Giỏng tay lên mà nghe đây. Nghe. Nghe cảnh báo. Nếu người Nhật phát hiện ra thuốc nổ thì nhất định cảnh báo sẽ kêu lên. Vậy thì cứ đợi sau. Đợi khi trời sáng rồi hẳn hay. Vậy nếu tới sáng sớm mai mà chuông báo vẫn không kêu thì tôi phải mang cái túi màu vàng đó về đây đúng không? Ngộ nhỡ lát nữa chuông báo kêu thì tôi sẽ phải đưa ba người họ đi trốn. Đưa theo cả cô luôn. Liên quan gì tới tôi? Bây giờ cô đang bàn bạc chuyện này với tôi mà. Cô là đồng lõa rồi. Anh đừng có lôi tôi vào. Tôi đâu có tham gia. Cô không có cảm giác gì sao? Cảm giác gì cơ? Tôi cảm thấy Ishihara đang ngấm ngầm cầm súng nhắm vào cô và cha cô đấy. Hay là cô cũng chạy với chúng tôi đi. Tại sao tôi phải chạy cùng với anh chứ? Anh đỡ đạn cho tôi sao? Nếu như anh sói, anh còn sống sao? Anh không sao chứ? Không sao chứ?
May mà thuốc nổ không nổ, nếu nổ thì chắc anh không về được nữa rồi. Chạy chậm thêm tí nữa, chắc tới mảnh xương cũng không còn. Quan tiểu thư cũng ở đây sao? Chắc chắn là cô ấy khuyên anh trở về. Cô không biết đâu, chúng tôi khuyên, anh ấy đâu có nghe. Ba người bọn tôi khuyên tới khuyên lui. Hai người kia đâu? Đi tìm anh rồi. Chắc phải tìm tới sáng mai. Vậy tại sao anh lại trở về đây? Tôi cũng đi tìm anh ấy mà. Tôi chỉ là về đây tìm anh ấy thôi. Vậy mà lại tìm được rồi. Hai người bọn họ chắc không tới nhà giam tìm tôi đâu nhỉ? Hai người đó không có gan đến thế đâu. Bây giờ vẫn chưa biết họ đi đâu. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Vậy thì hơi ngốc rồi. Ban nãy cô nói gì cơ? Em phải ra ngoài một chuyến. Cậu đi đâu? Đi tìm hai người kia. Tìm gì mà tìm? Em đi tìm hai người kia mà. Nếu lát nữa chuông cảnh báo kêu. Được rồi, tôi đi ngủ một chút. Anh là gà trống hay sao? Trời vừa sáng đã gái rồi. Nhờ phúc của cô, tối qua chuông cảnh báo không kêu. Anh không ngủ chút nào sao? Tôi đâu có vô tư như cô. Tôi ngồi đây đợi mãi mà ba người kia vẫn chưa về. Qua đây. Qua đây đi. Tê chân rồi sao? Lại còn mặc ít áo như vậy, không sợ lạnh hay sao? Anh soi gương đi. Soi đi. Sao thế? Vẫn cảm thấy mình đẹp trai đúng không? Vẫn đẹp mà. Được rồi, mau đi rửa mặt đi. Mau đi đi. Đây làm gì thế? Em về rồi sao? Nói cho em nghe, quan đại tiểu thư đã lên sói trở về đây đấy. Hơn nữa bây giờ hai người họ đang trò chuyện bên trong rất vui vẻ, cho nên anh chỉ có thể ngồi đây thôi. Anh, em làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Em muốn làm gì? Em không sợ sao? Ý anh là sao? Nếu bây giờ em vào trong, lỡ nhìn thấy điều gì không nên thấy thì sao? Quần áo của anh bẩn quá đấy. Bao lâu rồi không thay? Sao cơ? Tôi bảo anh thay quần áo đi. Quần áo của anh sờn hết cả rồi. Ý cô là sao? Muốn giúp tôi giặt quần áo sao? Cướp công việc của mẹ tôi sao? Anh ảo tưởng hay sao? Làm gì có chuyện đó. Làm gì vậy? Vậy cô biết giặt hay không? Biết chứ. Thật hay giả đó? Nghe nói người nhà giàu đều có người làm mà. Lúc tôi ở nước ngoài là tự giặt chứ sao? Thật sao? Cô giặt thử tôi xem nào. Anh làm cái gì vậy? Anh muốn làm gì? Cô giặt thử đi, tôi xem cô có biết giặt hay không. Anh làm gì vậy hả? Cô trốn gì hả? Tôi đã cởi quần áo đâu? Cha tôi nói không sai. Sao cơ? Trước khi em trai của anh xảy ra chuyện, cha tôi vẫn nói một câu như thế này. Bảo tôi tránh xa anh ra.
Nguy hiểm. Nguy hiểm. Sao cha cô nghĩ như vậy chứ? Cha cô sợ tôi làm hại cô sao? Làm gì có chuyện tôi hại cô chứ? Sợ cô thích tôi sao? Lại càng không thể. Ông Quan cũng kỳ lạ thật. Liệu có phải những người đàn ông đến độ tuổi này rồi mà không có vợ thì thường vậy hay không? Đừng có nói linh tinh về cha tôi. Tôi thật sự thấy kỳ lạ đấy. Cô nói xem, ông Quan có quyền có tiền, đã ở như vậy bao lâu rồi? Ông ấy không nghĩ đến việc tìm một người. Hơn nữa, im miệng. Cô làm gì vậy? Khi nãy anh ghê gớm lắm mà, sao bây giờ lại sợ như thế? Chuyện này không lấy ra đùa được đâu. Cô muốn làm cái gì? Tôi cho anh xem cái này. Xem sao? Anh xem đi. Vị cái cách này là ai vậy? Mẹ tôi. Mẹ cô sao? Cũng không biết gì sao, mẹ tôi lại thích một tiểu tử nghèo như cha tôi. Lúc đó người trong phủ không đồng ý đám cưới này, cho nên mẹ tôi không còn cách nào khác, nên đã đi theo cha tôi buôn ba từ Bắc Kinh tới Thiên Tân. Lúc sinh tôi thì mẹ tôi qua đời. Vậy ý cô là nếu có một ngày cô chạy trốn cùng với tôi thì cũng là hợp lý đúng không? Ai muốn chạy trốn cùng anh chứ? Ý của tôi là nguyên nhân của việc cha tôi ở dậy đến bây giờ là bởi vì đã trải qua mối tình khắc cốt ghi tâm, rất khó có thể quên được, hiểu chưa? Ông Quang đúng là người có tình có nghĩa. Vậy chúng ta là đồng hương đó, cô biết không? Anh cũng là người Thiên Tân. Đúng vậy, 20 năm trước nhà cô không phải từ Thiên Tân đến Thượng Hải hay sao? Nhà tôi cũng vậy. Trùng hợp vậy sao? Đúng vậy, trùng hợp ghê. Cô nói xem, 20 năm trước nhà chúng ta ở Thiên Tân có từng quen nhau không nhỉ? Không lẽ lúc đó cha anh làm người coi ngựa cho nhà tôi đúng không? Không thể nào. Không được ấy chứ. Cha tôi ở Thiên Tân là một người có máu mặt, là một ông chủ có tiền đấy. Một dòng hải hà đều biết cha của viên soái này. Câm mồm. Quan tiểu thư, chuyện tối qua, cảm ơn cô. Mau theo mẹ về nhà. Anh hư thật, dám chuốc thuốc cho em ngất đi. Anh cứ chờ đấy. Thôi đi. Sao chị lại khuyên anh ấy về đây được thế? Cách của con gái thôi. Chị, người khi nãy là mẹ của anh ấy sao? Ghê thật đấy. Nhờ ơn của chị, lát nữa còn thêm phần đặc sắc hơn. Thêm phần đặc sắc sao? Là sao? Mẹ anh ấy sẽ xử lý anh ấy. Đánh sao? Dối trên gạt dưới. Con giỏi quá nhỉ. Đơn hương độc mã. Con to gan quá nhỉ. Vì cướp ngục. Con có tình có nghĩa quá nhỉ. Mẹ, con sai rồi. Là mẹ đã sai. Mẹ nên chết đi cùng con luôn. Mẹ nên cùng con đi đặt thuốc ngủ rồi chết luôn đi. Đến khi cả hai đứa cùng chết rồi, bà già này khỏi phải sống cô độc nữa. Mẹ, ông Quang nói Diên Giả sẽ không chết. Con đừng nhắc đến ông ta với mẹ. Con mà nhắc tới một lần nào nữa, mẹ đánh chết con. Thằng khốn. Cô ơi, cô đừng đánh nữa. Trời ạ, bị thương nặng như vậy sao? Trong nhà có thuốc không ạ? Cô à, cháu thấy rất kỳ lạ. Nhà họ Quan chúng cháu là loại lưu manh thấp đức hay sao? Sao cô ghét nhà cháu tới vậy? Không cần cô lo, mau mặc quần áo vào đi. Cha cháu là ông chủ là thật, người hận ông ấy cũng không ít.
Có điều hai người con của cô đều ăn lương của ông ấy mà, cầm tiền lương của chủ mà nói xấu sau lưng chủ, có vẻ không hay lắm đâu ạ. Được rồi, cô bớt lời đi, cô đi mau đi, con im miệng. Trừ phi cô và cha cháu có thù không đội trời chung. Cô gái, cô nghĩ nhiều rồi. Không, nếu không cha cháu cũng sẽ không bảo A Kiệt mang súng rồi sống chết bắt cháu quay về. Bởi vì ông ấy biết chính xác cô có thể làm hại tới cháu. Còn về nguyên nhân tại sao, chắc chắn cô hiểu rõ nhất. Cha cô làm rồi, chúng tôi không làm hại những người đã giúp đỡ chúng tôi. Điều này không hợp lý. Mau, đi theo, mau lên. Thằng nhóc, giao con gái ta ra đây. Cha cháu, chú Quang. Như vậy đã rõ ràng rồi. Ông Quang, ông làm cái gì vậy? Đón con về nhà. Mới sáng sớm ra đã lấy xe đi chơi rồi. Cha không sợ làm người ta tỉnh giấc sao? Về nhà thôi. Ông Quang tới rồi. Đây, ông uống đi. Mau bỏ súng xuống. Bỏ súng mau. Sao nào? Nếu hôm nay con xảy ra chuyện gì thì chỗ này sẽ bị mọi người phá nát chứ gì. Mau bỏ súng xuống. Bỏ súng. Đại tiểu thư, chúng tôi đến đón cô về nhà. Đón tôi ở bến tàu. Cũng không thấy mọi người mang nhiều xe tới vậy. Cha, cha tới rất đúng lúc. Hôm nay chúng ta ba mặt một lời, nói cho rõ ràng. Quan gia và Diên gia có phải từng có chuyện gì, thậm chí là có thù hận hay không? Cha bảo con về nhà. Nếu cha không nói rõ ràng, chó cắn lữ động tân. Một đại tiểu thư chưa từng trải đời mà trời vừa sáng lại ở trong phòng ngủ của đứa con trai, con không sợ mất mặt sao? Mau về nhà. Cha, sao cha nói vậy chứ? Về nhà. Ông Quang, ông Quang, ông Quang, ông không cần tức giận. Đại tiểu thư là cô gái tốt, sẽ không làm ông mất mặt. Ông hiểu lầm rồi. Hơn nữa, sao tôi có thể làm hại cô ấy được chứ? Cho dù cô ấy có bắn đằng sau lưng tôi thì tôi cũng cho là súng cướp cò. A Kiệt, đưa tiểu thư lên xe. Tiểu thư, Diên sói, những việc tôi nên làm và không nên làm thì đã làm rồi. Dân, ông Quang là người trượng nghĩa, có trượng nghĩa hay không cũng được. Ngưu lang chức nữ sẽ không hạnh phúc. Ăn mày thì đừng đòi sơ gấp. Lời tôi nói cậu hiểu chứ? Hiểu ạ. Vậy thì tốt. Tôi mong cậu tránh xa con gái tôi một chút. Tôi không hy vọng súng con gái tôi cướp cò, cũng không hy vọng hồ điệp đao của cậu mất đi tính chuẩn xác. Ông Quang, thay mặt Bảo Sơn, tôi cảm ơn ông. Cậu hai nhà bà không phải tôi cứu. Cậu ta không cần tôi cứu. Cậu ta không sao. Vậy thì ai đã cứu nó? Chuyện đó từ từ sẽ biết. Mẹ, ông Quang quen biết cha con sao? Về nhà. Lãng phí thời gian. Ban nãy anh ấy nói, cho dù con có bắn súng đằng sau anh ấy thì anh ấy cũng sẽ cho là súng cướp cò.
Cô Dương nói thay mặt Bảo Sơn cảm ơn cha. Bảo Sơn là ai? Đó là cha của Diên Soái sao? Đúng, cha cũng mới biết Diên Soái là con trai ông ấy. Vậy hồi trẻ hai người có quen nhau sao? Hơn nữa còn là ở Thiên Tân sao? Đúng thế. Vậy cha của Diên Soái có phải đã chết trong tay của cha không? Bây giờ không phải lúc bàn chuyện đó, nhưng mà con muốn biết. Cả đêm không ngủ rồi, sao không đi ngủ đi? Mẹ, rốt cuộc cha con bị ai hại chết? Chờ em con quay về, mẹ sẽ nói một thể. Con đi ngủ đi, mẹ. Còn không mau đi đi. Diên Dã, anh đừng chết. Cha, con dậy rồi sao? Cha về khi nào vậy? Sao không gọi con? Diên Dã bị bắt mấy ngày rồi, con không chợp mắt. Thấy con ngủ, không muốn đánh thức con. Cha cũng không dám bảo con lên giường ngủ. Cha, con sợ con mà ngủ, lúc tỉnh dậy thì Diên Dã đã chết rồi. Tiểu Ninh, con là một cô gái rất ngây thơ, nhưng Diên Dã có tâm địa rất lớn. Cậu ta không hợp với con. Cha, mọi người đều không hiểu Diên Dã. Anh ấy chỉ muốn thành công thôi. Bây giờ người trẻ đều muốn thành công, cũng khát khao thành công. Nhưng thành công thì cũng không thể không từ thủ đoạn. Nếu cậu ta không lấy nha phiến thì người khác làm sao hại được nó chứ? Con tin rằng anh ấy chỉ cần bình an quay về, anh ấy nhất định sẽ thay đổi. Tiểu Ninh, trong túi của con có hai cái vòng này để làm gì vậy? Đâu có. Có lẽ là tối qua đại ca đưa cho con, nhưng anh ấy cũng không nói gì. Những gì nó muốn nói thực ra đã nói hết rồi. Nói gì cơ ạ? Ý tại ngôn ngoại thì phải nghe bằng tâm. Nó một lòng muốn cứu em trai, nhưng lại sợ chỉ có đi mà không có về. Nó đang cáo biệt con đấy. Nó cũng đang cáo biệt tình cảm với con. Nó vô cùng thích con, nhưng nó cảm thấy con thích Diên Dã thì có lẽ sẽ vui vẻ hơn. Cho nên đại ca là người tốt,
Nhưng việc con yêu Diên Giả là sai sao? Đây là do đặc công làm. Diên sói không thể có bản lĩnh này được. Nói như vậy, tối qua hắn không hề đến đây. Cũng có khả năng sáng sớm nay Quan Bỉnh Nghĩa dẫn người đến nhà Diên sói để dẫn Quan Sản đi. Quan Bỉnh Nghĩa gặp Dương Thái Hà rồi sao? Gặp rồi, có động thủ hay không? Dường như họ đang muốn quên đi thù hận. Chúng ta không thể để cho chúng có thời gian nghỉ ngơi. Lập tức thả Diên Giả ra, để lửa thù hận của hắn bốc lên đi. Rõ. Cậu Diên, xin mời. Tôi nói được, làm được nhé. Lên xe đi. Mẹ, đã quá giờ rồi, không đi đón Diên Giả sao? Nếu như còn không biết đường nào là đường về nhà thì mẹ không cần đón đứa con trai này nữa. Anh sói, cô Dương, sao thế? Nói đi chứ. Ông trời có mắt. Thủy Hào được pháp y người Nhật chứng minh là hút nha phiến, quá liều mà chết. Tội giết người quanh Diên Giả không thành lập. Thoát chết rồi, sao hai người lại không vui chứ? Kết luận này cũng chỉ có pháp y người Nhật mới có thể nghĩ ra. Vậy còn tội chế thuốc phiện thì sao? Có một công ty người Nhật tên là Hoàng Thiện Đường nói, trước đây họ đã tuyển dụng Diên Giả về làm người nghiên cứu thuốc tê cho họ. Nơi Diên Giả bị bắt là phòng thí nghiệm tạm thời của họ. Chuyện này đúng là khó có thể tưởng tượng ra được. Có điều người sống quay về là tốt rồi. Đúng là người sống rồi, nhưng linh hồn thì không còn nữa. Dọn hàng, về nhà. Để ta xem kỹ sư Nhật Diên Giả này nói như thế nào. Tôi vẫn tặng cậu món đó. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần dựa vào tờ giấy này là có thể thay đổi vận mệnh, nhưng xem ra tôi sai rồi. Thời thế bây giờ, chỉ có quyền lực và tiền tài mới thay đổi được vận mệnh. Nói rất hay. Tôi rất thích hợp tác với người thông minh. Ông Ishihara, khoảng cách giữa tôi và Quan Bỉnh Nghĩa là quá lớn. Tôi phải làm gì mới có thể đánh bại ông ta? Làm thế nào để phục hưng gia nghiệp? Cái này
cậu là truyền nhân của bang Hải Hà. Chỉ cần cậu hô lên một tiếng thì những thuộc hạ trước đây từng đi theo cha cậu sẽ lập tức nghe theo cậu. Vậy thì cậu sẽ có đội để trả thù. Còn về tiền bạc, tôi nghĩ cậu có thể kiếm số tiền lớn nhờ việc lợi dụng Hoàng Thiện Đường. Cảm ơn. Sau khi cậu khuyên anh trai cậu tham gia thì cảm ơn tôi cũng không muộn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau khi anh em cậu báo được thù thì những lợi nhuận của thương hội Quan Thị toàn bộ sẽ về tay cậu hết. Như vậy các cậu sẽ là chủ nhân mới của Thượng Hải. Cuộc sống tươi đẹp như vậy, lẽ nào cậu không cố gắng để thuyết phục anh trai cậu sao? Vậy ông muốn cái gì? Tôi muốn trật tự mới ở Thượng Hải. Bởi vì sớm muộn cũng có ngày quân đội hoàng gia Nhật Bản chúng tôi giúp người Trung Quốc các cậu đuổi người Tây ra khỏi Tô giới. Tôi sẽ còn giúp cậu xử lý lão anh Bèo ngang ngược vô lý, dám không cho cậu bằng tốt nghiệp. Ông Ishihara, đây không phải nhà tôi. Lẽ nào cậu không muốn để cha cậu trên trời nhìn thấy con trai của mình chấn hưng gia nghiệp sao? Chào quản lý viên. Quản lý viên sao? Bây giờ cậu là quản lý mới được bổ nhiệm của Hoàng Thiện Đường. Thật sao? Đương nhiên. Chào mọi người. Chào mọi người, tôi là Diên Giả. Sau này nhờ mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Ông Sato, ông xem, lần đầu tôi ra mắt mọi người như vậy, có phải nên có chút quà ra mắt hay không? Đã chuẩn bị xong cả rồi. Sau này những việc như thế phải chuẩn bị sớm hơn. Cảm ơn. Tên tiểu tử này đúng là vô lễ, thật không biết trời cao đất dày. Đạo lý của thủ đoạn dùng người cậu không hiểu hay sao? Hắn dám đòi tiền tôi thì hắn đã bị nắm thớp rồi, dễ điều khiển. Điều tôi lo là anh trai hắn không dễ bị thuyết phục. Thưa ngài, lô hàng đầu tiên của chúng ta đã đến rồi ạ. Rất tốt. Mời ngài xem. Theo chỉ thị của ngài, lần này hàng gấp 5 lần trước.
đợi những con chó của chúng ta cắn chết Quan Bỉnh Nghĩa, hoặc Quan Bỉnh Nghĩa cắn chết Viên Giả, Viên Soái, rồi trở thành con chó của chúng ta, thì số lượng tiêu thụ sẽ còn gấp 5.000 lần, 5 vạn lần.